Dạ, em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương của thành phố sinh thái 5 sao phải tại Eco City. Dạ, hôm nay là ngày 7 tháng 5 2022, buổi chiều 3 giờ 15 phút. Bữa nay thì em đi tả cảnh buổi chiều cho anh chị với cô chú nhà mình coi chơi. Hiện tại là em đang đứng ở trên mặt tiền đường 85B anh chị, trước sân banh với sân tennis, với những hàng cây này là hàng cây giá trị nè anh chị, hàng cây giá trị. Thì hàng cây này là chuẩn bị cho con đường D5 sắp tới á, sau khi mà lên nhựa lên đá chở những hàng cây này vô trong con đường trà lũ chung trọng, nên sau này tuyến đường D5 rất là mát. Còn đây là quỹ đất mặt tiền đường 85B nè anh chị. Ở đây mình cũng trồng dưới ương cây nhiều lắm. Bên đây nữa nè, bên đây là những hàng cây hút nốt gấp nhỏ nhỏ, đằng kia thì cũng có cây phượng. Rồi đến đi ra đây nữa nè anh chị, bên đây thì có cái sộp được. Giờ này bữa nay nãy giờ mới mưa xong á anh chị, mưa nắng xong nắng lên, giờ này gió thổi mát lắm. Ở đây là mình có cáp nè anh chị, ở đây là mình xài cáp là cáp của VNPT. Nói gì đây, sau này VNPT đi cáp hệ thống cáp âm á, nên đây mình xài cáp của VN luôn. Rồi còn đây là cái đường nước siêu sạch đó, từ dưới bến lức đó anh chị kéo về đây, nó cũng sắp đấu nấu vô rồi anh chị, mà sắp tới là mình xài luôn. Rồi còn bên đây là cánh cổng cuộc sống bình yên. Đó, cánh cổng cuộc sống bình yên đường 835B. Để em để cái máy xuống em chỉnh cái mic em làm gì. Chèo lủng lẳng khó nói quá. Rồi. Để em lên chiếc xe đạp. Đạp vô trọng, chị đợi em lên xe đạp đấy. Đối diện dự án mình cũng có cái trường tiểu học nhỏ nhỏ. Bữa nay thứ bảy thì ở đây nghỉ học hết rồi. Rồi, ngủ vô. Giờ này có nắng thì những hàng cây ở đây lên tông màu lá rất là đẹp. Với hôm giờ mưa nhiều. Ở bên đây là mình có hàng cây thốt nốt luôn làm gì. Có trái nhiều lắm. Vô đây thì mình có anh bảo vệ ở đây đang ngồi chật. Đây là hàng cây hốc nốt nè. À đất ơi, trời bữa nay nó đẹp quá mà hơi nắng. Nó biển an ninh bố trí khắp dự án luôn anh chị, đội trật tự an ninh. Còn bên đây là sân banh với sân tennis, mà giờ nắng quá không ai chơi hết. Bữa nay thì em đi chủ yếu đi hướng giai đoạn 2 nhiều hơn. Cánh bên đây quẹo vô con đường D6 Long Hậu. Đường này hiện tại cũng đang rất là hot với sung. Nhà cất ở đây rất là nhiều. Căn 520 22, gần sân banh. Ở đây mình cũng có căn nữa nè anh chị. Ở đây thì mở rộng thêm nền nữa. Ở đây anh Vinh làm thêm nền kế bên. Một nền để ở, nền để làm cái sân vườn nhỏ nhỏ.
để đậu xe rồi. Đây có cái cửa cuốn bấm số hai nền liền kề 99 m. Còn bên đây là nhà 5 m hướng nam. Đi vô trong đây là vô trong đường Trà Lũ Chung. Giờ này hiện tại còn rất là nắng. Bữa nay thứ bảy nữa, ở đây mình cũng làm nhiều lắm anh chị. Để em đi một vòng nào luôn cho anh chị với cô chú mình coi cảnh quan ngày thứ bảy. Đập xíu thì em đã ra tới con đường Trà Lũ Chung. Hết đường luôn rồi, hết đường chạy rồi. Đó, ở đây mình cũng có cái cổng nè anh chị. Đó, hiện tại là đang được lưu làng 3 chiếc xe lưu, đang lưu đường này thì mình ra ngoài 835B á, còn đường này mình vô trong đây, vô hẳn trong dự án đại lộ Thiên Trường. Còn bữa nay là em đi theo chữ zip zắc. Đây có anh kỹ thuật đang chở theo cái máy bắn để kiểm tra lại cao độ. Hôm nay em quẹo qua đường D7 Xuân Trường. Hiện tại là tuyến đường này rất là hot. Phải nói là năm nay là ở dự án Phai Ta, anh chị mến yêu cô chú mến thương bà con cô bác ở gần ở xa, nói chung về Phai Ta nhiều lắm anh chị. Ở đây mình được cái để cho anh chị với cô chú tin tưởng hơn nữa thì ở đây mình đã pháp lý là sổ phòng riêng từng nền. Đó, giờ cộng thêm cái không gian xanh sạch đẹp nữa. Nên đây bà con cô bác rồi về ở đông lắm. Đây là đi vô hai dãy nhà. Một bên 5,5 m, một bên là 6 m. Đây thêm căng nữa nè anh chị. Hai bên đông lắm, nhiều lắm anh chị. Chỗ này đi nãy giờ nhìn qua là không biết được. Bên đây cũng có căng nữa nè. Đó. Rồi bên đây cũng căng nữa nè. Nó nhiều lắm. Nó nói hạ tầng tốt, cây xanh tốt rồi. Hello anh. Trời. Ra thì em đạp xíu nữa là em đã ra tới ngoài đây rồi. Ra ngoài đây là ra ngoài đường đại lộ Nam Phương. Đại lộ Nam Phương. Ồ. Ra đây đảo anh chị. Ra đây thấy cây nó vậy á. Hai bên rồi mình đạp sẽ đạp cũng thích lắm. Nhà bên kia hướng tây 4 m, bên đây là nhà 6 m. Gió thổi mát quá. Để em quẹo vô đây một cái nữa nha anh chị. Quẹo vô đây tên D8 Long Thượng rồi. Bữa nay em chạy chữ zip zắc. Chạy xéo 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 nó liền cánh giai đoạn 2. Đây mình có giải văn phòng công ty nè. Rồi ở đây mình có cái view cây phượng đang hot ở ngoài Vũng Tàu nè. Một bên có màu đỏ, bên kia màu xanh. Mà cây mình vô phân nhiều quá nữa, đỏ hết cây rồi.
nhà này là món nhà LK thiết kế có sân vườn. Dạ, hiện tại em đang thấy cây chăm hết trái luôn. Viên này có cây chăm trái nhiều lắm mà hết trái luôn. Bà con cô bác ăn dữ quá. Rồi. Cuối cùng ở đây thì em cũng tới con đường Trà Lũ Chung nữa, D5. Mấy cái công viên này là mình được góc ngã năm lắm vậy. Nhìn trên cao đẹp lắm. Và hai con đường hai bên nối với cái góc ngã tư. Để em ôm lại cái đường bên đây nữa. D8 Long Thượng nha anh chị. D8 Long Thượng thì ở đây mình có thêm một cái mảnh nhà lô gốc xẻ khe nằm trên dải nền là 5m. Ủa 4m rưỡi. Ở đây mình 5m. Bên hông có cái đường với mấy cái cửa sổ đó anh chị. Đường bên hông là 5m rưỡi. Mà cái mẫu này em không thấy cửa. Ta cảnh. Bên đây thêm mẫu nhà nữa nè anh chị, 4m rưỡi 24. Cái nhà nãy anh chị coi á là 5m. Mẫu LK thiết kế có sân vườn nha. Mẫu này mình có thang máy luôn nền này thì hướng bắc. Sau khi một hồi đạp nữa là em đã ra tới đường đại lộ Nam Phương nữa rồi. Nói chung đường ở đây nó ngang ngang á anh chị. Đại lộ Nam Phương mình là ngang, còn mấy cái đường nãy giờ em chạy là đường dọc á. Thì ngang với dọc thì mình gặp nhau ở đường đại lộ Nam Phương với Trà Lũ Chung. Đây có cái phượng ra bông nó cũng đẹp lắm anh chị. Nó ra tới trục đại lộ Nam Phương bên dưới. Những hàng cây mắt ó nè. Ủa, hàng cây bóm hồng ra bông hồng mà cũng lâu tàn lắm. Đem lại một điểm nhấn tuyệt đẹp cho bờ, cho trục đường đại lộ Nam Phương. Để em quẹo vô đường Mỹ Tân nữa anh đi. Này chơi dít dắt. Chỉnh cái nón lại. Nắng quá. Giao hội quá. Mẹ anh chị, đây là những hàng cây. Hàng cây này là hàng cây chuông vàng á anh chị. Chuông vàng nhỏ nhỏ nè. Bông ở ngoài đường đại lộ Nam Phương bay vô tự lên á. Cái này không phải trồng. Hàng cây chuông vàng. Mấy anh chị có lấy chồng, mình ghé mình lấy mình về mình trồng. Cây này cũng mau lớn lắm. Da bông vàng vàng cũng rất là đẹp. Còn đây là hai hàng cây dầu. Đi vô đây thì em thấy trống trải quá. Nhưng mà sắp tới thì ở đây mình cũng có thêm căn nữa, cho nó đều tuyến đường. Bên hướng nam, bên hướng bắc thì có nhà rồi, bên hướng nam thì chuẩn bị làm luôn nè anh chị, ép cọc rồi. 5m rưỡi 22 hướng nam, rồi còn bên hướng bắc có nhà rồi. Được rồi.
còn ở đây là lán chạy nè anh chị, lán chạy cho mấy anh thợ làm đường, làm cống. Nó lại ra trà lũ chung nữa. Rồi, tới đây thì em thấy cái mẫu nhà đầu tiên của tuyến đường trà lũ chung, nhà của cô Nga mà. Đẹp quá. Bây giờ đang đổ mái. Ra một mẫu shop house đầu tiên luôn. Quay đi nè. Một bên là công viên, một bên là hướng trà lũ chung. Rất là nhiều cái cửa sổ. Ở trên là móc và làm bo đồ này nọ, nó đẹp lắm. Mẫu này 7 mét đó anh chị. Anh chị thấy nó rộng dữ lắm. Bên trong thì có thang máy đồ nữa. Có rất là nhiều cái ban công mà. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Bên dưới thì rất là nhiều cửa sơ, cửa cái cửa nhà dưới. Nhà đường này hiện tại chưa có gì mới. Dằn dây rồi. Nên em đi qua trục đường D11 nha anh chị. Đi qua trục đường D11 Mỹ Kim. Có nhiêu đó không? Không nhớ nữa trời. Nhiều quá anh chị. Tên rồi này nọ, tuyến đường, tên rồi này nọ, nói chung đi nhiều rồi, cũng nhớ nhiều. À, trong đây mình cũng có hàng cây cổ thụ nè anh chị. Hàng cây cổ thụ. Mấy hàng cây cổ thụ qua không nổi. Nó nằm rất là nhiều luôn á. Vô đây thì mình cũng có hai dãy nhà. Rồi bên đây thì nhà đông hơn đường Mỹ Tân, Mỹ Kim. Đường vàng dòng nhiều quá. Bà con về cất nhà rất là nhiều luôn nè. Bên đây 6 mét. Bên đây là 5 mét rưỡi. Khác nhau ở chỗ là bên hướng nam mình có đường sau thoát hiểm 4 mét. Tuyến đường này cũng đang rất là hot, cũng cỡ là D7 Xuân Trường. Hello. Trời đất ơi. Nên mình có câu lạc bộ pizza trên đường Mỹ Kim. Đâu rồi ta? View đâu hết rồi ta? Lại sáng mới thấy mấy chị đang ngồi nhổ cỏ, dọn lại bụi bông, rồi hàng cây mắc ó. Mấy chị đâu mất tiêu hết rồi. Rồi cái này là mình mới được nhổ cỏ được anh vậy. Nên chị thấy có đất nè. Chứ nó sạch đó nè. Ở bên kia là những hàng cây bấm hồng cổ thụ. Bự lắm anh chị. Cây đây mới được bác sĩ bắt bệnh nè. Nên giờ nó mới tươi tươi vậy đó. Đây mình cũng có bác sĩ để trị bệnh cho cây nữa. Hổm nó không được tươi vậy đâu.
mấy cây bấm hồng này nè anh chị. Ồ, nhìn một mảng xanh đẹp quá. Nói chung ở dự án mình về mình mới cảm nhận được anh chị. Mình coi clip chưa có đã đâu, không nhiều lúc mình muốn bỏ nghề luôn, trời ơi. Quay đi quay phim đồ đạp quá trời cực luôn anh chị. Về anh chị đã trời ơi, ở đây còn đẹp hơn trên clip nữa. Muốn bỏ nghề luôn. Mến đá. Chú chim bồ câu. Mà mấy chị đang ngồi nhổ cỏ cho chú chim bồ câu. Trời rất là nắng. Với tông màu áo xanh lá mạ, nóng lá. Ừ, nắng bữa nay gắt quá. À, hiện tại thì mấy cái chi phí hạ tầng cây xanh, cảnh quan khu đô thị nè anh chị. Hiện tại mình ở đây mình chưa có đóng gì nhau. Ở đây thì được bên tập đoàn Phai Ta, mình còn chưa có thu mấy cái phí đó. Rác có người dọn, cỏ có người quét. Mảng xanh. Rồi phân có người bón, hút có người sạch đồ này nọ nữa. Đến chạy ngược chiều lên nhỉ. Chạy ngược chiều đi mình thấy view biệt thự của đồ của Chamen rồi mới đã. Đó, view biệt thự của Chamen Trần Văn Mười nè anh chị. Ở đây có cây bún hồng lên bông cũng đẹp quá. Đi đâu con ta? Bữa nay nhiều cảnh quá anh chị, em đạp luôn. Trời nắng giờ này cũng hơi mệt lắm. Dạy Phúc Lý. Phúc Lý thì chậm chưa thấy thay đổi nhiều. Đứng lại cho em nghỉ mệt. Ở đây gió mát quá. Thôi em ra shop house nha anh chị. Rồi đi đường D13 đi. Cảnh đẹp quá. Ở lại thăm tảng đá thần luôn nhỉ. Đã quyết lòng. Bên đây thì mình cũng có đá nữa, mà rất là nhiều đá luôn. Đá này là đá mình lót tuyến đường á. Về nhiều lắm. Bố trí hai bên, còn bên kia là căn ngang 4,5 m, dài cho 22, đường sau 4 m. Ngày thứ bảy rất là nhộn nhịp. Đây hai căn nè anh chị, ở đây mình cũng có một căn cũng sắp hoàn thiện luôn nè. Đó, mẫu trên tuyến đường này.
Đây có giải nền nhìn qua shop house đẹp quá mà chưa thấy ai cất nền. Shop house thì bên kia đang vô cửa. Còn kia là cái con đường đi vô phòng khám đa khoa quốc tế Sài Gòn 5 sao. Đây ra ngoài bùng binh cây sọp và cánh cổng cuộc sống bình yên. Và bên em đi đường tắt nha. Ở đây là năm mốt mình cũng lót đá vuông vuông giống như ngoài kia anh chị. Hiện nay em đi đường này đi ra ngoài, em không quẹo vô vườn Nhật. Vườn Nhật đây nè, vườn Nhật đây mình lên xe đạp mình quẹo cái tẻ ra đây là mình sẽ thấy cái vườn Nhật. Mấy căn bên trong đang cũng hoàn thiện luôn nè anh chị. View vườn Nhật hai mặt tiền. Giải mặt tiền đó anh chị. Giải mặt tiền của Natsuki Guest House. Đây còn căn của anh Quang Lim đang vô hoàn thiện. Đó. Sau khi ngồi xếp hành những khối đá nhỏ giờ bắt đầu hoàn thiện luôn rồi anh chị. Coi đá đi anh chị, cô chú coi đá đi, em đang đi bộ á. Để ra nghỉ mệt mệt quá anh chị. Vừa đạp vừa nói vừa tả cảnh luôn đuối lắm. Ở buổi chiều á vậy, buổi chiều giờ này là nãy giờ đi gần cũng gần 30 phút rồi. Nãy giờ là 6 giờ 4 giờ 3 15 15 giờ chắc cũng 3 giờ 45 50 á. Cái bóng rồi ngoài đây nó mát lắm. Giải mặt tiền đinh đích thiện kéo dài. Ngoài đây là nhìn thấy khác liền. Đó, để em đậu đây cho anh chị mình nhìn cái view của quán cà phê nắng Sài Gòn hai căn. Tiến vào bên trong cho anh chị với cô chú mình coi tiến độ. Nó đang dán gạch luôn rồi anh chị. Đó, ở trên thì đã sơn trần. Ở dưới đủ màu sắc. Đèn giao thông đỏ nè, vàng nè, với màu xanh chuối nè, bộ màu xanh lá mạ. Tấm hình của cô gái bên kia đổi tông màu là cũng đẹp quá. Nhưng mà giờ có dàn giáo đi vô không được anh chị. View đẹp quá.
Đó, hoài. Ở đây mình có hang mái luôn, có hang mái với cầu thang đi lên trên. Để vài bữa nó trống trống em đi lên trên lầu cho anh chị mình coi luôn. Đành dướng dàn giáo rồi vô không được. À, quầy bự quá ta, đi qua tới đây còn luôn làm gì. Màu lá dưới hạt vàng giáo rồi coi chưa, không ha, không có đã không vậy là... À, quán đây, đây thì mình có cái nhà vệ sinh đây quá. À, đi đường này vô đây luôn, chắc đây của nam và nữ ở trong đây. Đường này cũng là đường đi vô trong mặt trong giải ở bên trong. Nó ngắm cảnh hai cây ngọc lan thơm ngát, cộng thêm một cái khu vườn vườn hồng. Cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng. À, bông hồng là gì? Bông hồng hiện tại có bông, có bông nhưng mà bông nó cũng hơi héo héo. Hai cái tùng đẹp quá. Rồi ngày thứ bảy, ở đây mình nhìn trên cái cầu, nhìn về quán cà phê nắng Sài Gòn. Mốt có làm mái tre nữa anh chị, mốt như em nghe nói cũng có làm mấy cái vòm để mình ngồi ở trên để mình ngắm cảnh nữa. Ngắm cảnh đêm, ngắm cảnh đêm với sáng với chiều. Mà giờ này ba mấy cũng còn nắng quá, chắc tối mình uống mình ngắm mấy cái ánh đèn lung linh của cái vườn Nhật mới đẹp. Ồ. Để em vô cánh cổng cuộc sống bình yên. À, sẵn tiện đây cho anh chị mình coi những bông hoa của cây tuyết sơn mi hồ. Đó. Mấy cây này mới bị mưa anh chị, mới bị mưa nên rụng lá cũng hơi nhiều. Ủa rụng bông chứ. Nó chứ cũng đẹp lắm á, nhìn đỏ rực tù đã lắm. Đó, Paita Eco City, cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng. Anh đang quay đúng luôn, đẹp quá. Dạ, đi đâu nữa ta? À, đây mình cũng có căn góc là anh chị cũng đang hoàn thiện hết rồi. D7 sân trường.
em đi qua tuyến đường này đây. Tại vì tuyến đường này mình có căn mới xây. Sắp tới chắc bà con, cô bác mình thấy hàng xóm mình về xây rồi, mình cũng về xây luôn cho nó vui. Nhà mẫu LK. Đó. Dãy nhà ngăn 7 và cho 18 nằm trên trục đường D18 Mỹ Lộc. Ở một căn thì đã hoàn thiện phần hô nè anh chị, 7 mét đó. Rồi. Tới đây em cho anh chị cô chú mình coi lô gốc 12-22 nè anh chị. Mới ép cọc xong. Nhìn cọc ép nhiều lắm anh chị. Để em quay qua bên đây đi. Qua bên đây đứng đâu cho nó hứng nắng nó đẹp rồi mình nhìn mới đã. Đó, căn gốc. Căn gốc view hồ cánh sen. Nhìn này cặp ly tâm lắm đi, ép nhiều lắm xung quanh luôn. Ở trong kia là đang làm cống thoát nước ngầm khu đô thị hóa, chắc vài bữa nữa cũng xong rồi. Đang vận chuyển chiếc Cuba lại xe bê tông đổ xuống. Cái này mình làm cái nền xong á anh chị, nhìn mới rộng, giờ nhìn cũng rất là rộng rồi. Trời ơi cái nhà này xây lên chắc dọn chắc cực lắm à. 12-22 view bờ hồ. Đây anh chưa thấy gì mới nữa. Đây là con đường D18 Mỹ Lộc. À không có view mới nữa anh chị. Có view mới rồi. Ngày ra chút rồi anh chị. Nhưng mà nó khác. Anh chị mình ở đây mình cảm nhận được mới nhiều. Đây còn căn nhà view bờ hồ cánh sen nữa nè anh chị. Ở đây thì mình mới được dọn cỏ nè. Còn đây mình đang ủi lại cái mặt bằng. Ô, chuẩn bị lá ngô luôn. Rồi sau khi ủi xong thì ở đây mình có một cái con đường. Rồi xong. Em đã ra tới bờ hồ cánh sen. Thì hiện tại thì trên bên bờ hồ cánh sen anh chị, mình đang đào lên, đang đào cát lên
để chuẩn bị ốp đá cho bờ hồ Cánh Sen, làm thêm một con đường đi bộ ven bờ hồ Cánh Sen nữa. Mát quá. Dạ thôi, chiều bữa nay em đi hết một vòng rồi anh chị. Em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây. Em khát nước quá. Em xin tắt máy nha anh chị.